À, xin chào các bạn, hôm nay Lucasa xin giới thiệu sản phẩm lò nướng của thương hiệu Bluestone, model là EOB 7591. Đây là một model mới của Bluestone, có dung tích của lò này là 60 lít. Đây là cái lớp bao bì bên ngoài. Chúng ta lưu ý rằng bên hãng Bluestone có hai lớp bao bì, đây là lớp bên ngoài, ở bên trong một lớp bao bì thứ hai nữa. Tức là bên hãng rất chú trọng vào việc bảo vệ sản phẩm, là bọc hàng rất là kỹ, đảm bảo hàng an toàn trong quá trình vận chuyển. Chúng ta thấy các thông tin về bao bì này. Kích thước của bao bì là 68 x 50 x 49.5. Trọng lượng của máy là 14.9 kg. Và tổng trọng lượng của bao bì là 16.6 kg. Rồi, chúng ta nhìn qua được máy được bọc một lớp bao bì rất là chắc chắn. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái thùng cắt tông này ra. Chúng ta sẽ thấy có thêm nước cắt tông thứ hai nữa. Rồi, chúng ta đang xem một lớp, đây là lớp bao bì thật của máy. Mọi người thấy rất là đẹp. Chúng ta thấy lớp bao bì thật đây, có được thiết kế rất là đẹp mắt. Còn cả lớp bao bì bên ngoài là chỉ để bảo vệ cho chắc chắn trong quá trình vận chuyển thôi. Đây là hãng duy nhất mà có tới hai lớp bao bì để bảo vệ cho cái lò an toàn. Đây, Bluestone, thương hiệu Bluestone, model EOB 7591, 60 lít. Đây, chúng ta thấy ngay trên thân máy, chúng ta thấy quả bảo hành 2 năm rồi, sản phẩm được bảo hành 2 năm trên toàn quốc. Đây, chúng ta nhìn qua cái bao bì này, sản phẩm này hiện tại Lucasa đang bán và phân phối chính hãng. Giá cả của sản phẩm này thì có thể là nó thay đổi theo từng thời điểm, nên các bạn có thể lấy một cái mức giá tham khảo thôi nhá. Giá tham khảo tức là chỉ đưa ra tham khảo thôi, là khoảng 3,1 triệu. Còn thực tế sản phẩm có thể giá nó sẽ khác trong từng thời điểm khác nhau. Đó, chúng ta xem bao bì này. Vậy chúng ta sẽ mở hết hộp này ra. Các bạn muốn đặt hàng có thể đặt hàng qua website lucasa.vn hoặc tổng đài mới là 028 3765 8579, di động là 0909 886 183. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đang đổi tổng đài điện thoại từ đầu số 08 qua đầu số 028.
Đây, chúng ta đang xem, trước mặt chúng ta đang xem làm toàn bộ về máy, toàn bộ về cái lò nướng của hãng Bluetong LB7591. Đây, chúng ta thấy đây, máy này có dung tích, dung tích này là 60 lít. Chúng ta có thanh nhiệt, hai thanh nhiệt dưới song song, hai thanh nhiệt trên song song. Chúng ta có cửa kính hai lớp, một lớp trong, một lớp ngoài. Đó. Ở phía trong đây, chúng ta sẽ có một cái quạt đối lưu, một cái xin quay và một cái bóng đèn ở bên trong đây. Thì chúng ta sẽ xem chi tiết hơn. Điều khiển chúng ta có ba nút điều khiển. Nút trên cùng là nút thanh nhiệt, nút trên cùng là nút nhiệt độ. Còn nút thứ hai là nút về thanh nhiệt, về quạt, về xuyên. Nút thứ ba là nút thời gian. Nút thứ ba là nút thời gian, chính là nút chúng ta mở lò và chúng ta hẹn giờ. Đó, chúng ta hẹn giờ mà khi nào mà thời gian này nó giảm dần là cái nút để ta quay về. Ví dụ chúng ta bận thế này, này chúng ta đã mở lò và đang hẹn giờ. Xong rồi, trong quá trình đồng hồ nó chạy thì nó về dần và kêu tem một cái. Đó. Chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy rằng đây bọc inox này, inox này, khu vực này bọc inox này. Còn về cái vỏ của thùng thì cái vỏ này đã được phủ một lớp sơn tính điện màu bạc, phủ lớp sơn tính điện màu bạc. Chúng ta nhìn qua xung quanh. Đó. Đây là phủ một lớp sơn tính điện màu bạc. Các thông tin đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem phụ kiện của sản phẩm có những gì. Đây là một chiếc lò mẫu mới của hãng Bluetong với một cách thiết kế rất là đẹp, chúng ta thấy rất là đẹp. Ở đây, ngay trên đây nó cũng dán thêm các cái đề can về thông tin về sản phẩm này. Đây là có bảo hành, thông tin bảo hành 2 năm này. Phụ kiện sản phẩm có những gì? Chúng ta thấy phụ kiện có những gì đây. Giống như các cái lò thông thường thì phụ kiện sản phẩm chúng ta đều có những cái phụ kiện như sau. Đây, đầu tiên chúng ta có một cái khay. Đây là cái khay màu đen. Đó, chúng ta quan sát kỹ cái khay. Tiếp đến chúng ta có cái vỉ, cái vỉ màu trắng á, và có lượng cái xiên ở đây nhá, cái xiên quay ở đây luôn. Đây là vỉ và xiên. Đó, tiếp đến là một cái tay cầm đây. Đó, tay cầm. Và còn một bộ ở trong đây nữa, có tay cầm trong đây này. Đây là chúng ta có thêm một tay cầm thứ hai. Tay cầm này, tay cầm này tay cầm cho khay và vỉ, còn tay cầm này tay cầm cho xiên. Chúng ta có hai cái đầu, chúng ta có thêm hai cái đầu xiên. Đó. Và có một cái giấy tờ rất quan trọng. Bất kỳ một sản phẩm nào chúng ta đều có những giấy tờ này, đó chính là sách hướng dẫn và phiếu bảo hành. Đây là sách hướng dẫn của Bluetong và phiếu bảo hành. Đây là phiếu bảo hành chính hãng của Bluetong là 2 năm. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trên toàn quốc. Chúng ta này. Chúng ta lưu ý rằng khác với những cái máy khác là bên hãng Bluetong người ta có cho mình thêm một cái ở đây. Đó. Đây là một cái tấm để hứng đồ ăn nó rớt xuống dưới đáy. Đó, Bluetong có thêm một cái tấm này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng khay và vỉ như thế nào? Đây, khay chúng ta có thể cho xuống ở cuối đây.
thanh chúng ta đều cuối này thì chúng ta chắn dầu mỡ rớt xuống cái thanh nhiệt ở phía dưới hỏng thanh nhiệt. Còn vỉ chúng ta đặt ở phía trên. Đây, vỉ chúng ta đặt ở phía trên. Đó, đây là hai cái vỉ. Hai cái đầu xiên chúng ta cho vào đây. Chúng ta vặn ốc ra, chúng ta cho vào đây hai đầu xiên. Nó kiểu như vậy đó. Sau khi vặn vào chúng ta cho vào trong đây. Đây, chúng ta cho vào đây. Rồi. Khi chúng ta lấy ra thì sao? Chúng ta sẽ có trong tay hai cái tay cầm. Đây, chúng ta lấy ra cho chúng ta như thế này. Đó. Cái này chúng ta sẽ lấy ra đây. Đó. Tiếp, lấy cái này ra. Đó. Đó là cách dùng xiên khay và vỉ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào để xem chi tiết hơn các thông tin này. Đây chúng ta thấy đây là nút, này nút nhiệt độ này. Chúng ta có nhiệt độ từ 100 tới 230 độ C. Rồi cái nút thứ hai, chúng ta có các chế độ như sau. Đây, chế độ này là chế độ thanh nhiệt dưới. Đây là chế độ nhiệt trên, nhiệt dưới và quạt. Đây là chế độ nhiệt trên, nhiệt dưới. Còn đây là chế độ nhiệt trên và quạt. Đây là chế độ nhiệt trên và thanh xin quay. Còn cuối cùng đây chúng ta thấy đây. Cuối cùng đây là tất cả nhiệt trên, nhiệt dưới, xin quay và quạt. Rồi, nút cuối cùng là nút thời gian. Chúng ta có thể hẹn được từ 0 cho tới 60 phút. Đó, chúng ta mở lò, đấy, chúng ta hẹn giờ, đấy, chúng ta hẹn 10 phút này. Đấy, chúng ta nhìn vào đây. Lò có đèn chiếu sáng bên trong. Hiện tại chúng ta thấy quạt đang quay đó, xin cũng đang quay luôn. Có xin có quạt quay. Đó, đang ngắt này. Đó, chúng ta đang ngắt quạt đó. Ngắt cần cắt xiên và cho xin quạt quay này. Đó, đang quay. Rồi, ok. Vậy là chúng ta thấy xiên và quạt đã quay. Ở bên trong thì đã có đèn chiếu sáng rồi. Như vậy là đầy đủ. Kích thước lò chiều dài là 62, chiều sâu là 38. Chiều sâu được tính theo cả tay cầm là 44, chiều cao là 41. Còn kích thước của khoang bên trong chiều dài là 45, chiều sâu là 35, chiều cao là 31 là tính giữa hai thanh nhiệt, 35 là tính giữa hai cái đáy và cái nóc trên. Kích thước của khay là dài 46, chiều sâu là 36 và chiều cao là 3.5. Kích thước của vỉ là dài 46 và sâu 36. Tất cả đơn vị này chúng ta tính bằng cm nhé. Như vậy chúng ta đã test được các cái chế độ rồi. Xiên quạt, đèn, chế độ lửa, nóng đó. Đây, thanh này nữa này. Như vậy là chúng ta đã xem được tất cả các chế độ của cái máy này. Và chúng ta tổng hợp lại, chúng ta có một cái thân máy cửa kính hai lớp. Cửa kính hai lớp có xiên quay, có quạt, có đèn chiếu sáng. Chúng ta có 3 nút điều khiển, nút về nhiệt độ, nút về chế độ xiên, quạt và nửa thanh nhiệt đó. Còn nút cuối cùng là nút thứ 3 là chúng ta hẹn giờ. Thế nên hẹn giờ thì lúc chúng ta mở lò luôn.
sản phẩm này bảo hành chính hãng là 25, bảo hành chính hãng là 25 của thương hiệu Bảo Tông, model LB 7591. Chúng ta bảo hành trên toàn quốc, bất kỳ chỗ nào có trung tâm bảo hành của Bảo Tông chúng ta đều bảo hành bình thường. Sản phẩm này thì Lucasa đang bán, đại lý phân phối và bán sản phẩm này với mức giá tham khảo là 3,1 triệu. Các bạn lưu ý rằng giá tham khảo không phải giá chính thức bán khi các bạn cần đặt mua, tại vì giá nó có thể thay đổi theo từng thời điểm. Có những chương trình thì giá nó khác nhau. Các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 08 3765 8579, cái đầu số mới là 028 3765 8579, và cửa số di động là 0909 886 183. Các bạn cũng có thể dễ dàng truy cập vào website lucasa.vn để xem chi tiết về sản phẩm. Chúng ta truy cập vào website, chúng ta gõ từ khóa là LB7591 là sẽ ra. Chọn bộ sản phẩm chúng ta có một máy, một khay, một vỉ. Chúng ta có hai tay cầm này. Và chúng ta có xiên đây. Đây là xiên. Và đây là hai đầu xiên. Đó. Vậy là chúng ta có đầy đủ các phụ kiện. Ngoài ra không thể thiếu một cái sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn của Bảo Lô Tông và phiếu bảo hành. Chúng ta thấy phiếu bảo hành chính hãng của Bảo Lô Tông, bảo hành là 2 năm. Các bạn lưu ý rằng các bạn đi bảo hành chỉ cần mang theo máy và phiếu bảo hành là bảo hành được bình thường. Với tất cả các khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thì Lucasa giao hàng miễn phí tận nhà, thu tiền. Có trường hợp mà khách hàng ở tỉnh thì bắt buộc là phải chuyển khoản cho Lucasa, rồi Lucasa sẽ giao hàng qua chành xe. Các bạn lưu ý rằng không sợ mất tiền, không sợ Lucasa giao hàng hỏng, vì Lucasa làm ăn uy tín đến nay đã 5 năm rồi, nên các bạn yên tâm về vấn đề uy tín. Tại vì các bạn muốn giao thu COD đi tỉnh rất khó, tại vì riêng cái lò này mà gửi đi tỉnh mà gửi qua bưu điện thì rất là cao, phí rất cao mà lại còn nguy hiểm đến hàng hóa, thời gian lâu, kính này có thể là vỡ kính. Nên thông thường Lucasa sẽ giao qua xe, vừa nhanh vừa rẻ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.